Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm mùng 1 tháng 12, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến từ 11 tới 14 độ C, vùng núi từ 7 tới 10 độ C, vùng núi cao là dưới 5 độ C, trời rét. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối. Theo đó, từ ngày 29 tháng 11, phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Gần sáng nay 30 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, đến chiều ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc Bộ, rồi ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao, nên trong tuần đầu tháng 12, Bắc Bộ duy trì trạng thái đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù. Từ đêm mùng 1 tháng 12, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến từ 11 tới 14 độ C, vùng núi từ 7 đến 10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C, trời rét, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối.